Ơi, xin chào cả nhà mình nha. Chiều hôm nay Toàn xin phép là Toàn quay một cây hải châu. Thì quay nhiều quá thì anh em mình xem nó bị lõn. Nên mỗi một ngày Toàn sẽ quay một cây thôi. Anh em nào chốt thì hết cây Toàn quay cây khác nha. Thì cây này là một dạng cây phôi lấy núi nha. Phôi hải châu núi Bình Định nha anh em ha. Nói chung thì cái cây này thì cái dáng của nó đi lên thì rất là hay. Nhưng mà cái chi cành nó mọc nó cũng chưa đúng vị trí lắm. Nhưng mà cơ bản là nếu mà chúng ta làm theo cái những cái nước cơ bản như thế này để nó tròn tán thì coi như làm như thế này đã ok rồi, anh em mình về chơi đã đẹp rồi nha anh em ha. Không có gì vậy phải quan trọng nữa. Thì anh em mình nhìn sơ thì anh em nào mà từng làm coi thì anh em mình nhìn coi này anh em mình hiểu cái dáng nó như thế nào, còn anh em nào chưa ấy thì mình cứ nhìn sơ thôi, mình lót lót cành đại nha anh em ha. Đáng lẽ là ví dụ như chỗ đây nó có cái coi ở đây thì nó nứt mầm chỗ đây thì hay hơn nha anh em ha, mà nó không có thì giờ mình lấy cành này cành một mình đưa xuống đây. Thì cái cành một này nó hơi nhỏ nên là Toàn để này, Toàn để cái ngọn lại để cho sâu này nó nuôi lên này, ăn nắng cho nó to cành lên xíu nha anh em ha. Rồi cành hai này, đây lên đây Toàn lấy cành hai ngay đây nha. Cành hai thì nó nằm đây, Toàn lót xuống như thế này thì hai này nó cong xứng này. Đó, anh em ha. Rồi bây giờ lỡ như cái chỗ ngọn này cái mặt cắt nó hơi lớn, Toàn dùng thằng này Toàn làm ngọn lên nha. Thì cành 1, cành 2 phía sau nó có cành phong nằm phía sau này, anh em thấy không? Nó cũng ok lắm nha, còn quay phía sau cho anh em mình xem nha. Đó, cái phía sau này là cành xương nó nhiều, đây cành phong này. Sau này đây cành phong lót nha. Sau này cành nổ nó nhiều thì anh em mình nhìn cái form coi nó ra hình chóp như từ đây lên này. Nó một cái chóp xuống như thế này cũng ok nha anh em ha, tạm thời gọi là quấn làm rối như vậy. Nó không đúng vị trí lắm đâu, nhưng mà nó vẫn có thể là tạo tác nó ra như vậy rất là đẹp. Còn nếu sau này mà nó có lỡ ra được những cái mầm nào nằm đúng vị trí thì anh em mình nằm đúng vị trí. Còn nó không có thì cứ dạy chúng ta chơi. Đây anh em mình nuôi chừng nào cái cành này nó nuôi ngọn lên nó to tầm khoảng như ngón tay trỏ này, như ngón tay cái này thì gọi là đẹp nhất. Thì tất nhiên chơi cây phôi giá rẻ thì anh em mình tập chơi nha. Đó, như Toàn nói đó, cành 1, cành 2 này. Đó, cành phong phía sau nha. Rồi nó lại lót lên tiếp cành này, nó lót cành đây này. Đó, rồi tới cành đây nó lót lại cành đây này. Rồi cành phong lót cành phong dưới này, cành phong phía sau anh em thấy cành phong này không? Nó lót cành phong dưới. Rồi tại đây Toàn nuôi ngọn thôi. Nuôi ngọn thì sau này nó ra chi cành anh em mình lót sao mà cứ lên dày nó xuống đây. Chỗ đây chúng ta làm một cành để lót lại cái mặt tiền phía trước nha. Đó, nó sẽ có một cái mắt ngủ này, cặp những cái mắt lá này. Anh em mình ngắt cái mắt lá nào mà sao để cho nó nứt mầm nó ra, chỗ đây chúng ta lót một cành chỗ đây nữa là. Đó, chúng ta sẽ có một cái phôi rất là hay nhá. Cây này phôi sống khỏe nhá, rất là đẹp nha anh em ha. Thì về kích thước của nó anh em ha, kích thước thì để Toàn quay kích thước cho anh em mình xem nha. Về cái hành thân này, hành thân ngay chỗ đây nè, để Toàn quấn cái hành thân anh em mình xem thử nha. Hành thân thì nó là tầm khoảng 9 cm nha anh em ha, hành thân 9 cm. Đó, 9 cm nha, hành thân 9 cm. Chỗ này thử coi, chỗ này thử bao nhiêu cm. Chỗ này lên cao một xíu thì 8 cm. 8 cm nha anh em ha, 8 cm. Ở dưới này là 9 cm, lên đây 8 cm. Còn cái chiều cao mà của cái ngọn từ dưới thân lên tới ngọn á, để Toàn coi nha, sát sát xíu cho anh em mình xem nó dễ nha. Cái thước nó hơi không, quay một tay cái thước nó không ok lắm. Đó, Toàn quay dài cho nó kỹ nha. Anh em mình khỏi cần phải lương ương lửa dở gì, gọi điện cây chốt luôn nha anh em ha. Chiều cao mà lên tới ngọn là tầm khoảng 35 cm anh em, 35 cm, 38, nhưng mà Toàn trừ hao còn 35 cm. Đây này 20 này. Đó, 20 tới đây lên nữa này thì tầm khoảng 35 cm, 35-36 cm nha anh em ha. Ví dụ chiều đây này, thành chiều tán ngang nó là đây 20 đi, qua đây 20 nữa thì vậy là chiều cao 38. Chiều cao từ dưới đây lên 35-38 thì sau này mình nuôi ngọn nữa mà, thành đây cũng tầm 35-38 luôn, cân xứng nha anh em ha, rất cân xứng. Đây chúng ta nuôi từ đây lên một cái chóp như thế này, chóp xuống đây. Rồi chúng ta có một cây dáng trực, nó lắc nhẹ rất là hay, lắc đây lắc riêng của núi lắc nha. Về anh em mình nuôi khỏe nữa, anh em mình bón phân, ví dụ anh em mình gom chậu nữa, cây sau này nó sung sẽ rất là đẹp nha. Đó, Toàn quay xa cho anh em mình xem cây nha. Quay trên cao cho anh em mình xem này, sêu nếu nó tròn tán nó ra chóp rồi. Đó, cái mặt sêu là nó có những cành phong nó lót hết. Còn mặt trước mặt tiền như thế này.
Rồi, ok nha anh em ha. Đọt cây rất sống khỏe nha anh em ha. Lá nhỏ nha. Lá nhỏ nha, rừng Bình Định nha anh em ha. Đọt lá nhỏ rất là đẹp nha. Toàn có để số điện thoại của Toàn và số Zalo nằm trên cái tiêu đề mô tả nha anh em ha. Anh em chốt cây nào thì inbox Toàn nha. Cây này Toàn xin phép giao lưu anh em mình là 320 Toàn bao xíu xíu cuối Toàn quốc cho anh em mình luôn nha. 320.000 nha anh em. 320.000 cái thùng nhựa với đóng gói thì với tiền ship thì chắc mất tầm khoảng 80.000. 80.000 tính cả công gói và cả ship cả thùng xốp hết luôn là 80.000. Thì trừ ra còn lại 240. Đó. Chạy ra cây này Toàn bán 240 nha anh em ha. 240 mà giờ một cái phô núi như này kiếm bay lắc nó lắc đẹp như thế này cũng hơi rất là khó nha anh em ha. Đó anh em nào chốt thì inbox Toàn nha. Đó hôm nay quay một cây này thôi. Hôm khác sẽ quay những cây khác nha anh em ha. Thì Toàn đang bắt đầu Toàn rã dần này. Toàn rã cốt dần dần ra, Toàn nhét đầy hết. Đi núi về giờ nó sống khỏe hết rồi. Rã cốt dần ra rồi giao lưu cho anh em mình. Nó có những cái cốt này nó cũng lớn. Cái cốt này nó lắc rất hay nè. Mà chưa biết cái đế sao, chưa rã ra nên chưa biết được nha anh em ha. Để rã rồi vào kẽm sơ bộ rồi giao lưu anh em. Ở anh em nào thích tông cao nè. Ở đây như 3 cây trồng bầu cái tông cao nó lắc từ dưới lên. Đó, lắc lên không? Lắc lên đây không ha? Anh em ha. Lắc rất hay, có những cây nó rất là duyên. Mà chưa rã ra được, chưa giao lưu được anh em. Lá nhỏ này. Cũng đọt rất là hay luôn. Nó còn trong này nhét đầy hết nhét gì. Nhét lung tung hết. Anh em nào ở gần thì ghé vườn xem nha. Ở gần ghé vườn xem cho nó nhanh. Đó, những cái cây tông cao này này. Những cây tông cao này anh em mình nên ghé vườn này. Nuôi cái mầm nó to vậy rồi này, đi tày nó dễ lắm. Đó. Bé xuống giờ là có cây bằng nhân. Đó, mấy cây tông cao. Cây này cũng tông cao này. Rất hay mấy cây này rất hay. Mấy cây này lá nhỏ mà nuôi cái mầm mua cái tuột già vậy như thế này rồi anh em mình đi tay nó dễ. Lá rất là đẹp nè anh em thông. Lá rất là đẹp luôn. Còn rất là nhiều ấy, nó nằm đây. Bình Định mới vừa mưa anh em. Gió nó quật gì đâu mà. Đây, những cây này cũng rất là hẹp ha, còn nhiều cây nó lớn không. Mình trồng xen kẽ đầy hết. Bầu 3-4 cây đây, mấy cây này sẽ mai mốt rẻ đây. Thì anh em mình chốt được cứ chốt đi, chốt rồi mình làm quen nha anh em ha. Chốt cây làm quen, bữa nào rẻ được cây nào đẹp nữa anh em mình chốt. Đó, cây đây cũng đẹp nè. Cây đây trực lắc nè. Cây đây mà nếu mà làm với cây kia làm cặp luôn, y bài nha. Cặp luôn, anh em làm cặp luôn thì giá nó mềm hơn. Đó, thay vì mua một cây là như ta nãy, một cây là 320 thì hai cây sớm từ bao ship anh thì mình làm cặp luôn 550 bao ship thôi anh em ha. Đó, làm cặp luôn, cái đây với cái đó làm cặp luôn, sang chậu ra là chơi luôn. Cái đây đó, cái cành này nuôi lên to cỡ đây, lá lên rất là đẹp nha anh em. Vừa rồi để luống cái này ra hoa ra trái rất là dày. Chưa đi tay được. Cứ từ từ rồi mình đi tay lên anh em. Bảo mà nó quật cây gãy đầy hết. Đó, cây này cũng rất hay lá nè. Cây này lá rí. Lá rí nhỏ rất hay. Cây này nó lai cái lá cẩm thạch nữa anh em. Cái này nó lai lá cẩm thạch nữa mà không biết là nếu mình cắt cái thằng cẩm thạch này mà mình ghép thì nó có lên cẩm thạch hay không. Còn chưa ghép. Để bữa nào nó dài dài những cái tượng này lên Toàn ghép thử. Cái lá của nó xíu rí rí rí. Đó, cây này cũng hay nha anh em. Đó, cái này lay cốt lắc lên như thế này. Rồi, anh em nào chốt cái cây kia thì inbox Toàn nha. Toàn xin phép xuống video đi. Đó, mỗi ngày Toàn quay một cây thôi. Chốt hết cây đó rồi Toàn quay cây khác. Mình đóng gói cho nó dễ. Mà Toàn cũng đỡ phải thất hứa với anh em. Mình làm rẹt rẹt cái mình gói liền vậy cho nó phễ rồi mình quay cây khác.
Đó, anh em nào chốt trước thì được cái đẹp, anh em chốt sơ được cái xấu thôi. Nhưng cũng như mình ưu tiên thôi. Đây, cây này cũng rất hay luôn. Cây này nó trực, nó lắc lên này. Cây này trực thẳng này. Nó lắc này, cái thân nó lắc, nó dẹp nó lắc này. Ủa anh em thao, nó lắc nó dẹp hay. Cây này hay. Lá nó đây. Lá đây. Nó lên đọt hồng hồng. Mà không có gai nha anh em. Này không có gai này. Lắc cái cây này lắc hay lắm. Thân nó dẹp dẹp chứ nó không có tròn. Đó, nó dẹp 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 mà nó lắc lên vậy. Nó dẹp dẹp vậy. Lắc lên. Bộ đế thì bao khủng luôn. Hai châu mà cây phô núi mà to cỡ này thì bộ đế y bài lắm. Cái này tầm nửa cổ tay. Rất đẹp luôn nha anh em ha. Cái này anh em mà chốt inbox anh em inbox toàn nha. Rồi, toàn xin phép xuống video nha. Chào tạm biệt cả nhà mình nha.